nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh tổ chức đám cưới Linh Đình cho con gái Hồng Loan. Vũ Linh có một người con gái ruột tên là Hồng Loan. Hồng Loan mất mẹ từ nhỏ. Vào những năm nghệ sĩ Vũ Linh tất bật lo đi diễn, đi quay video, đi thu ở trung tâm. Một năm số ngày ngủ ở nhà gom lại chưa được một tháng. Nhà cao cửa rộng mà không được ở. Không có điều kiện chăm sóc con gái nên Vũ Linh đưa mẹ con em gái ruột về ở cùng để chăm con mình. Miệt mài đi diễn trở về nhà, nghệ sĩ Vũ Linh nghe sét đánh bên tai khi biết con gái mình làm mẹ khi tuổi đời quá nhỏ. Trách mình chứ dám trách ai? Trách mình làm cha mà không chu toàn với con. Khi nghĩ về tương lai của con, người cha nào không đau? Tiền cũng không thể bù đắp được cho con sự mất mát này. Trong những ngày ấy, bà Tư vợ của anh Tư Vũ Linh, Hồng Loan gọi bằng bác Tư, đã đứng ra lo liệu, thu xếp cho ổn thỏa trong ngoài. Bà Tư cũng là người lo đám cưới cho Hồng Loan đàng hoàng. Đám cưới Hồng Loan được tổ chức ở nhà hàng Tân Sơn Nhất, đường Hoàng Văn Thụ, quận Tân Bình. Đám cưới có nhiều nghệ sĩ trong giới tham dự. Tuy con cái lỡ dại, nhưng Vũ Linh không hề trách mắng con mình, mà rất thương con thương cháu. Hồng Loan con gái nghệ sĩ Vũ Linh lên chức bà ngoại ở tuổi 36. Mất mẹ khi chỉ mới 2 tháng tuổi, lớn lên không có mẹ bên cạnh. Hồng Loan trót mang thai và sinh con khi còn nhỏ tuổi, nhưng giờ đây Hồng Loan đã có cuộc sống vô cùng hạnh phúc bên chồng và các con cháu. Gần đây rất nhiều khán giả quan tâm đến chuyện gia đình cố nghệ sĩ Vũ Linh và vấn đề phân chia tài sản. Trong đó có một số người kém duyên cố tình đem chuyện đời tư của Hồng Loan để châm chọc. Nhưng họ không biết rằng con gái và các cháu là niềm hạnh phúc to lớn của cố nghệ sĩ Vũ Linh. Được biết Hồng Loan có 2 người con gái với người chồng đầu. Không lâu sau, Hồng Loan và chồng chia tay vì không hợp nhau. Con gái lớn hiện đã lập gia đình và sinh con. Con gái Vũ Linh lên chức bà ngoại ở tuổi 36. Lúc sinh thời nghệ sĩ Vũ Linh rất thương yêu các cháu. Còn đặc biệt tổ chức sinh nhật cho cháu gái. Hồng Loan cũng không hề giấu chuyện mình có 2 người con gái khi còn nhỏ tuổi. Sau đó chị gặp được người chồng hiện tại và cả hai có một đám cưới hoành tráng, 3 người con trai kháu khỉnh lần lượt chào đời. Có ý kiến của một vị khán giả cho rằng, gia đình là nơi duy nhất của chúng ta thoải mái. Khi chúng ta lấy vợ hay chồng, điều đầu tiên là con cái được sinh ra. Và niềm vui của người cha mẹ là nhìn con của họ lớn lên và hạnh phúc thôi. Ở cái tuổi dậy thì là phải có mẹ, ai mà không có quá khứ sai lầm. Dù họ có đi chùa nhiều nhưng mà tâm không tốt thì cái phước đã vơi đi một ít rồi đó. Trong kinh Phật nói kẻ hay nói xấu ta là đang gánh nghiệp dùm ta, nên ta cứ sống vui vẻ và đúng lương tâm nhé. Bất kỳ ai đang nói xấu người con gái anh sau này họ sẽ lãnh nghiệp rất lớn. Mới đây Hồng Loan tiết lộ tin nhắn trò chuyện với con gái. Con gái Hồng Loan nhắn: "Mẹ ơi, cúng 100 ngày của ngoại chắc con và chị hai không lên. Bữa giờ con coi mạng xã hội, thấy mẹ bị người ta bịa đặt, tấn công mẹ." Hồng Loan mới bảo: "Chị em con lên đây với mẹ, khi nào gần tới ngày cúng mẹ sẽ gọi nhắc." Con gái nói: "Chị em con sợ lên đó người ta thấy, người ta lại tiếp tục đem mẹ ra nói." Hồng Loan đáp: "Mẹ không có gì phải sợ, tụi con là con của mẹ mà, mẹ công khai chứ mẹ có giấu gì đâu." Có thể thấy dù mắc sai lầm khi tuổi còn nhỏ, nhưng Hồng Loan đã nuôi dạy con trưởng thành. Không những thế ông ngoại Vũ Linh cũng hết mực yêu thương các cháu. Nên những người ngoài cuộc không nên phán xét gia đình người khác. Vũ Linh tên thật là Võ Văn Ngoan, sinh năm 1958. Có một cô con gái ruột duy nhất là Võ Thị Hồng Loan, sinh năm 1987. Tức năm Vũ Linh 29 tuổi, đứa con gái chào đời. Vì sự ngăn cấm của gia đình mẹ Hồng Loan không cho con gái yêu nghệ sĩ. Nên sau khi sinh được vài ngày, Vũ Linh đã ẵm con gái còn đỏ hỏn về nhà. Còn mẹ Hồng Loan lâm bệnh mất sớm chỉ sau khi sinh 2 tháng. Đích thân nghệ sĩ Vũ Linh đã làm khai sinh cho con gái và để trống một họ tên mẹ. Xin mời quý khán giả bấm đăng ký kênh Tin Giải Trí để tiếp tục xem những tin tức mới nhất. Ngày xưa, Vũ Linh sống cảnh gà trống nuôi con. Hồng Loan không có mẹ nên với chị ba là tất cả, vừa là cha vừa là mẹ. Mặc dù được sống trong cảnh giàu sang, được ăn ngon, mặc đẹp, nhưng với một đứa trẻ, nó cần có ba mẹ bên cạnh. Hồng Loan không có mẹ là một thiệt thòi lớn. Ba thì đi diễn, đi quay video không có thời gian nghỉ. Có lần,
Vũ Linh kể thời Hoàng Kim, có khi 4 năm ông không gặp con gái. Ông về trễ nó đi ngủ, sáng nó đi học thì ông lại đi. Cứ như vậy kéo dài năm này qua năm khác. Hồng Loan không có diễm phúc được ba mẹ đưa đón đi học, đi họp phụ huynh như bao người khác. Ba đi kiếm tiền nuôi đại gia đình, suốt 20 năm phải trả nợ cho em trai, em gái. Để Hồng Loan ở nhà với cô ruột. Cô ruột cũng có một người con gái bằng tuổi Hồng Loan. Vũ Linh đi diễn xa hay đi nước ngoài mua gì cho Hồng Loan là phải mua cái đó cho cháu gái mới được. Ngay cả một cục kẹo cho con gái thì cháu gái cũng phải có. Người em gái của ba luôn gieo vào đầu Hồng Loan tư tưởng nó là con nuôi, là phần ăn nhờ ở đậu. Nhưng hễ có Vũ Linh là giọng cô khác ngay. Cô hay kể nó này kia để chia rẽ tình cha con. Hồng Loan ở nhà với cô ruột thường xuyên bị đánh. Vũ Linh đi diễn về thấy những vết thương trên người con liền nổi giận, tụi mày muốn giết con tao hả? Sau biết tính của em gái nên đi diễn, nghệ sĩ Vũ Linh bế con gái theo rồi nhờ người quen trông hộ. Hồng Loan lớn lên thì ít nói, rất sợ ba nên ít tâm sự với ba. Hồng Loan cũng không dám hỏi ba về mẹ ruột, vì sợ ba buồn. Dù được ba cưng, cho mặc đồ đẹp như công chúa nhưng nó rất sợ ba. Vũ Linh từng nói, thất bại lớn nhất của ông là con gái quá sợ ba. Ở tuổi dậy thì, người ta gọi là tuổi nổi loạn. Cô đơn trong chính ngôi nhà của mình, không tìm được tiếng nói chia sẻ với người lớn. Ba thì đi diễn biền biệt, mỗi khi ba về thì luôn trong tình trạng mệt mỏi, không dám kể chuyện này kia, sợ ba buồn. Một đứa trẻ không tìm được tiếng nói trong gia đình, Hồng Loan quen bạn bè và mắc sai lầm, làm mẹ khi tuổi còn nhỏ. Nhưng Hồng Loan không bỏ con, sinh con và nuôi con của mình, dám chịu trách nhiệm về việc làm của chính mình. Nhờ vậy mà đến nay dù chỉ mới 36 tuổi nhưng Hồng Loan đã lên chức bà ngoại. Nghệ sĩ Vũ Linh vì mãi lo kiếm tiền trả nợ cho các em mà lơ là con gái của mình. Ông không trách con gái, mà càng thương con hơn, thương cả cháu ngoại. Sau Hồng Loan sinh thêm một người con gái với chồng đầu. Nhưng hôn nhân không hạnh phúc, không hợp nhau nên cả hai chia tay. Nhiều năm sau Hồng Loan gặp người chồng hiện tại, cả hai có một đám cưới ấm áp hạnh phúc và lần lượt sinh ba người con trai. Nghệ sĩ Vũ Linh càng vui mừng vì nhiều con cháu, gia đình đông vui. Tuy nhiên hiện tại, một số người vì chuyện tranh giành tài sản giữa con và cháu nghệ sĩ Vũ Linh lại đem chuyện Hồng Loan có hai đời chồng và sinh con khi còn nhỏ tuổi để châm chọc bêu rếu. Hồng Loan mong muốn con trai nối nghiệp ông ngoại Vũ Linh. Ngày 1 tháng 6 quốc tế thiếu nhi, con gái nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh đã đưa ba con trai đi từ thiện tích phước đến ông ngoại. Ngoài tặng quà cho các em nhỏ, hai con trai lớn của Hồng Loan còn tham gia tiết mục biểu diễn thời trang. Chị chia sẻ vui rằng, mong con được nối nghiệp ông ngoại. Con nhà nòi không giống lông cũng phải giống cánh. Con xin được tiếp nối theo bước ông ngoại con. Anh hai, anh ba cố lên. Bé Bung còn nhỏ nên chỉ đi theo mẹ xem các anh biểu diễn. Anh hai không ngại ngùng tạo dáng trước ống kính của mẹ. Khán giả tỏ vẻ thích thú khi hình ảnh rõ mặt các con của Hồng Loan lần đầu được mẹ chia sẻ công khai lên mạng xã hội. Rất nhiều khán giả để lại lời khen. Những cái bàn tay ngón tay sao y chang ô ngoại Vũ Linh vậy trời. Anh hai có nét tài tử lắm luôn, rất đẹp trai. Công nhận là gen đẹp của ông ngoại mạnh thật. Đẹp từ đời ông đến đời cháu luôn. Đến lúc những anh em nghệ sĩ được cậu nâng đỡ quay lại nâng đỡ cho cháu cậu rồi. Đặc biệt là Vũ Luân và Bình Tinh. Cả nhà Hồng Loan dễ thương quá. Hồng Loan ăn mặc đơn sơ giản dị. Ba cậu con trai nhìn khuôn mặt y ông ngoại, nhất là cái môi trề trề nha, bút dễ cưng. Con người ta thánh thiện trong sáng luôn ở ngoài ánh sáng. Ủng hộ Hồng Loan. Tiết lộ gia đình nhỏ của Hồng Loan, nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh có đến 5 cháu ngoại. Chiều ngày 31 tháng 5, chị Hồng Loan con gái nghệ sĩ Vũ Linh đã cùng chồng và các con đến thắp nhang mộ nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Hồng Loan nở nụ cười rạng rỡ giao lưu với khán giả của ba, vì sau khi lên tiếng đã lấy lại được công bằng. Chị cho biết sẽ hoàn thành bi mộ của ba Vũ Linh đầy đủ pháp danh và gia đình lập mộ. Hòa viên sẽ hoàn thành trước 100 ngày mất của cố nghệ sĩ. Con gái ruột nghệ sĩ Vũ Linh tên thật là Võ Thị Hồng Loan, sinh năm 1987. Chị kết hôn sớm và sinh hai người con gái. Với người chồng thứ hai, chị Loan có ba bé trai kháu khỉnh. Ông ngoại Vũ Linh không giấu được niềm vui trên gương mặt khi chơi đùa cùng các cháu. Mỗi dịp thôi nôi sinh nhật cháu ngoại, nghệ sĩ Vũ Linh đều có mặt. Trước đây chị Hồng Loan sống cùng chồng bên quận 7. Cuối tuần thường đưa các cháu về thăm ông ngoại tại Phú Nhuận. Những tháng cuối đời nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh điều trị bệnh trong bệnh viện,
chị Hồng Loan đều túc trực chăm lo cho ba. Sau khi nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh qua đời, chị Võ Thị Hồng Loan đã cùng chồng và 5 người con dọn về nhà của nghệ sĩ Vũ Linh ở Phú Nhuận để tiện việc thờ cúng, trông coi nhà. Theo thông tin kênh tin giải trí có được, trong một cuộc họp gia đình sau khi đã lo tang lễ nghệ sĩ Vũ Linh xong xuôi, Hồng Loan nói với cô Sáu, em gái của nghệ sĩ Vũ Linh hiện đang sống trong căn nhà này. Sắp tới con đưa 5 đứa nhỏ nhà con về đây ở với con, tụi nó cũng lớn rồi, sẽ lấy chồng lấy vợ, cần có chỗ ở. Hồng Loan nói thêm rằng, Hồng Điệp cháu gái Vũ Linh có chồng thì về bên chồng ở, cô Sáu ở đây với tụi con. Khi nào bán được đất, con mua cho Hồng Điệp cái nhà, cho bé Điệp đứng tên, có hộ khẩu riêng. Hiện tại mâu thuẫn phân chia tài sản giữa con gái nghệ sĩ Vũ Linh và em cháu cố nghệ sĩ vẫn chưa giải quyết êm xuôi.